hàng xóm tiếp tế cho mình. Hôm qua thì mọi người mang sang cho đĩa thịt bò xào sẵn, thịt gà với cả bánh chưng. Thế xong rồi hôm nay thì mọi người mang cho lửa cái giò với cả hoa quả. Thế tiếp tế thế này là thoải mái. Hay được hàng xóm cho quà, có bác thì cho rau, bác cho hoa quả, có anh thì thỉnh thoảng gọi là mang đồ ăn, mang hoa quả các thứ sang khi mà nhà mọi người mà có việc ấy, có việc hoặc là cây trái nhiều ấy thì chia sẻ với nhau, chia sẻ với hàng xóm xung quanh. Thì đây là lộc mà hàng xóm mang sang chia sẻ. Cảm thấy rất là vui tại vì là có đồ chia sẻ với cả mọi người. Là bình thường kiểu chỗ này là mình mới biếu nửa buồng chuối để mỗi người dùng một tí, mọi người dùng về kho cá, chuối xanh để kho cá được ấy. Thì tại vì là kiểu là hàng xóm thì cũng có nhiều người tốt ấy, thì cô à thì cũng có nhiều người tốt ấy. Thì bình thường ví dụ chẳng hạn như là khi mà rau giá mọi người nhà mọi người trồng nhiều xong là ăn không hết ấy, mọi người mang đến cho, hoặc là ví dụ chẳng hạn như có chị có đu đủ, nhà chị cũng nhiều, chị bảo chứ ui để chị mang quả đu đủ vào, chị mang vào tận nơi cho mà ăn. Hay là kiểu là nhiều khi mà nhà mà có khi mà có những dịp mà nhà mà có giỗ, có cỗ, có việc ấy, thế xong bắt đầu những cái dịp như thế thì đồ ăn các thứ rất là nhiều, tại vì việc mà thế, tại vì kiểu là cái công việc như thế thì thường là phải phải mua nhiều, tại vì sợ thiếu không. Thế xong là có khi là có anh có chị, các anh ấy cắt cỏ xong rồi mang sang làm quà cho mình, rồi là mang thịt bò, thịt lợn các thứ, nói chung là kiểu là làm theo kiểu là ở đây là mọi người cũng chia sẻ với nhau rất là tình cảm ấy. Thì mình thì mình cũng có gì thì mình chia sẻ đấy thôi. Ví dụ chẳng hạn như là có khi thì là bánh trái, mình thì mình không có đồ như mọi người, mình hay mua ví dụ như là đùi gà rán này, đại ý là mình cũng theo kiểu là mình cũng có gì thì mình chia sẻ đấy. Thì thường thì mình ít có rau giá như mọi người, mà mình hay chia sẻ đồ ăn sẵn như kiểu là gói bánh, gói kẹo, hộp chocopie hay gì đấy, như hay là ấy cái thứ kiểu như thế. Nhưng mà hôm nay lần này thì bắt đầu mình mới có hoa quả là chuối này, để chia sẻ với cả mọi người, cái kiểu là mình cũng trồng ra được ấy. Thế sao à quên mà gì nhỉ? Tức là kiểu là mình ý là mình cũng có hoa quả để chia sẻ với cả mọi người. Thế mình cũng cảm thấy rất là vui tại vì là mình cũng có, tức là kiểu là nhiều khi nhá, nếu như trường hợp mà mình không có cái gì để mình chẳng hạn như là mình muốn cảm ơn mọi người, hay là mình muốn bày tỏ tấm lòng, muốn muốn bày tỏ sự quý mến với cả mọi người, nhưng mà mình không có cái gì thì mình rất khó để nói. Nhưng mà mình có lẩy chuối hay là có đồ ấy, thì mình dễ để diễn tả cảm xúc với cả tình cảm hơn. Thì mình cảm thấy rất là vui tại vì là khi mọi người cần kho cá thì mọi người có thể lấy được đồ ở đây. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên là không phải là tất nhiên là không phải là ai ai cũng thế, bởi vì là mặc mọi người đừng hiểu nhầm là gọi là cứ mặc định là vùng ngoại thành hay là vùng quê thì mọi người sẽ tất cả mọi người đều chân tình đều tốt nhá, không phải thế đâu. Có những người cũng rất là độc ác mà kiểu là cũng nhăm nhe theo kiểu làm hại mình hay là gây khó khăn các thứ đấy. Nhưng mà kiểu là cái tỷ lệ mà những người tốt bụng và chân chất thật thà sống đơn thuần ở khu vực ngoại thành với cả các cái khu vực làng quê thì nó sẽ nhiều hơn so với cả trong nội thành. Thì tuy nhiên là gọi là ở đâu cũng có người lọ người kia, có những người rất là thâm hiểm và rất là xấu tính mà kiểu là hay đâm sau lưng ấy. Thì ngày xưa mình rất là nhiều năm tháng ấy, thì mình thường là khi mà kể cả mọi người đối xử không tốt với mình, nói xấu mình đằng sau hoặc là bày đặt những cái trò mà làm hại mình ấy, thì mình vẫn không chấp nhận những cái chuyện nhỏ đâu, mình vẫn đối xử tốt. Ví dụ chẳng hạn như đằng sau nói xấu, nói không ra gì mình hay là làm hại mình, nhưng mà cần cái gì đến mình vẫn cho, mình vẫn giúp đấy. Mình nghĩ là kiểu là ngày xưa thì nhiều năm trước thì cứ nghĩ là gọi là mình đàng hoàng, mình không chấp, với cả để là mọi người tự hiểu ra. Thế nhưng mà sau này thì nó có rất nhiều việc mà rất nhiều năm tháng thì mình nhận ra rằng là
cái kiểu người mà người ta ở phía sau mà người ta nói xấu mình, xong người ta làm hại mình, xong đằng trước người ta cần cái gì người ta vẫn xin mình, vẫn nhờ mình, vẫn cứ như không ấy. Thực ra là những cái người đấy, nếu như trường hợp mà mình mà dễ tính với họ, họ cần họ vẫn nhờ được mình, họ vẫn lấy được đồ của mình ấy, thì họ không hiểu cái tấm lòng của mình là mình bao dung, mình không chấp chuyện vụn đâu, mà họ lại đằng sau họ lại chửi mình là ngu, xong rồi họ lại làm những cái việc mà nó còn tổn hại mình nhiều hơn nữa. Thế cho nên là thực ra là có rất có gọi là nhiều khi là đối với những người như thế ấy, cứ phũ một chút này, hay là kiểu là phản ứng mạnh một chút, thì có khi nào họ lại hay là kiểu sẵn sàng là gây tổn hại lại cho họ ấy, thì họ sẽ lại không dám làm tổn hại, hay không dám làm tổn hại thanh danh danh dự, không dám bịa đặt về mình, mà cũng không dám làm những cái chuyện xấu đằng sau lưng mình nữa. Còn đâu những cái kiểu người như thế mình bao dung đằng sau không ăn thua gì hết đâu nhá. Thì kinh nghiệm của mình sau nhiều năm tháng mà mình bao dung với rất nhiều người thì mình nhận diện ra một điều như thế. Thế thì cho nên là bây giờ là mình ví dụ chẳng hạn như là đồ đạc bây giờ mình cũng không có nhiều đâu, nhưng mà mình cũng chỉ tức là mình cũng chỉ hào phóng chia sẻ với những người tốt với mình thôi, hoặc là những người chân chất thật, gọi là những người kể cả người ta không tốt với mình nhưng mà người ta là người tử tế lương thiện chân chất thật thà thì mình cũng không toan tính gì đâu. Nhưng mà đối với cả những người không tốt với mình, nói xấu hay là hạ thấp danh dự hay là kiểu bày những cái trò đằng sau để làm hại mình hết thứ ấy, thì mình không có dễ tính, với cả cũng không có hào phóng, không có dễ, nói chung là kiểu là không có cư xử theo kiểu là như kiểu hồi xưa còn trẻ, theo kiểu là mình cứ nghĩ theo kiểu cứ bao dung, rồi là mấy cả mình cũng không chấp nhận những cái chuyện vụn, rồi mọi người tự hiểu ra đấy, mà chẳng tự hiểu ra đâu. Thành ra là bây giờ là mình theo kiểu là đối với cả những người tốt với mình hay là đối với những người mà không, người ta không cần làm gì lợi cho mình nhưng người ta tử tế thì mình rất là hào phóng không tiếc gì. Nhưng mà còn lại á, có khi xin một cái lá chuối nha, mình cũng khó á, mình cũng bây giờ mình cũng kinh lắm.